Trung tâm Miu xin chào anh em. Trước mắt quý khán giả ngày hôm nay thì Miu lại lên sóng tiếp thị giới thiệu tới anh em một combo gồm 6 sản phẩm. Trong đó quý khán giả được hưởng là tặng không một bộ mic không dây ca kinh mức giá ngoài 3 triệu đồng anh em nhé. Thì ngày hôm nay thì Miu lại tiếp thị tới thiệu tới anh em cặp loa CIF hàng bãi xịn W12 cộng. Đây là một trong những loa được đánh giá là rất nhiều anh em đã chơi và sở hữu rồi. Hàng bãi và một cục súp B3 cũng là bát 50 anh em nhé. Trong đó sở hữu một cục đẩy PS Audio LA2610, một vang số, một quản lý nguồn và một bộ micro không dây. Combo đủ bộ chỉ có hơn 30 triệu thôi. Nhưng em bao chất, bao đẳng cấp cho anh em nào chơi không gian diện tích từ 25-30m², bao đánh phê pha hơn hàng mới tinh đập hộp của các hãng không tên tuổi anh em nhé. Bao chất lượng hay và hình thức kiểu dáng đẹp bắt mắt. Thì nói về trung tâm Hiền Miu thì một nữa Hiền Miu nhắc lại là Hiền Miu bán rất nhiều các phân khúc, từ anh em đầu tư rẻ đến cao đều có. Nên các bác trong quá trình đi mua sắm thì đến cửa hàng Hiền Miu thì đa dạng về mẫu mã, giá thành, chất âm đủ cho anh em, phục vụ cho anh em. Đấy, thì bác nào nhu cầu mua thì liên hệ bên em nhé. Sau đây để chi tiết về chất âm cặp loa CF cá heo hàng bãi xịn, combo đủ bộ 6 sản phẩm mức giá ngoài 30 triệu đồng này, mời quý khán giả anh em thẩm âm một chất giọng ca để đời cực hay. Mời anh em đeo tai phone thẩm nhá. Chất của đôi CIF cá heo này phải nói cũng rất là tuyệt vời luôn anh em nhá. Thì Miu đây là một cái combo phối cực hay để cho anh em đầu tư mức giá vừa phải, chơi bộ karaoke hay bền bỉ hàng bãi anh em nhá.
Thì trong đó hàng bãi thì thông báo luôn là sẽ có là sở hữu là một cặp loa CF và một con súp. Còn về đẩy thì là đẩy PS nhập khẩu Mỹ Đình, vang số JBL X10, quản lý nguồn JBL và một bộ micro không dây cũng mới tinh luôn anh em nhá. Thì cũng thông báo rõ thế để anh em nào nhu cầu đầu tư mua biết nhá. Sau đây mình test thêm cho anh em nghe một đoạn nhạc sàn để anh em biết là đôi này đánh tất cả thể loại đều hay. Lợi hại của dòng CF thương hiệu của anh này thì tiếng sạch bay bổng. Còn có thêm súp rồi thì anh em biết rồi. Có thêm súp thì đánh tạo độ dày combo quá ổn luôn. Con súp B3 một trong những phân khúc loa súp dưới 10 triệu là một trong những con rất là hay anh em nhá. Test một đoạn nhạc. Bánh. Chất âm hay anh em nhá. Hát suốt ngày đêm luôn. Có những bộ karaoke em bán từ 2.8 bây giờ lúc tới chỉ có 17-18 triệu nhưng cũng hát suốt ngày đêm luôn. Nhạc gì cũng hát được anh em nhá. Cái đi bật thấy trông giúp cú dữ thoải mái đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ đừng nói xa nhau cho mắt lệ đường gian khờ mình đã reo reo nghe trời về mưa mùa màu áo xưa em đang cho người nặng hành trang.
thương vẫn còn đậm tình thương. Đời hay nói rằng yêu là chết ở trong lòng buồn đi. Về bấy nhiêu mà chắc được người cho rất nhiều, nhưng nhờ chẳng có bao người ta thù hoặc thờ ư chẳng biết. Chỉ có đôi ta đôi này chất âm mà hay hơn gì dĩ 112 nhiều ấy, mà đánh loa về bể mạnh mẽ anh em nhá. Phải nói là chơi phê pha luôn anh em nhá. Nói chung là các bác chơi gia đình chơi combo như này là vừa tầm tiền hay, rất hợp lý về cửa tiền anh em nhá. Mức giá ngoài 30 triệu thôi. Bây giờ vào khoảng chọn gói cho anh em tặng micro chỉ chọn gói lấy anh em là 35 triệu, nói nét căng thế anh em là mua được báo em nhá. Hàng em bao zin bao xịn bao chuẩn chỉ bao lắp đặt cho anh em là quanh khu vực 100 km quay đầu. Bác nào xa hơn thì có thể sẽ phải chi phí thêm một chút xăng xe đi lại anh em thôi. Giới thiệu Ford Everest Platinum mới, thiết kế ngoại thất mặt